Nó bự á. Vậy giờ nha. Thấy không? Xin chào cả nhà nha. Bữa nay có Nam với Kiệt qua chơi nè. Sẵn mấy anh em đi săn luôn nè. Nam chào cả nhà cả nhà. Kì. Nam này bữa giờ té xe mất tích luôn cả nhà ơi, mấy tháng luôn. Bữa nay nó mới xuất hiện lại nè. Chung là hồi trước Nam cũng đi qua đi săn thường lắm. Còn sống đi đi nữa. Còn sống đi đi. Ê kìa, cái con vườn này kìa. Tối còn thấy cái ỉa quá trời, không biết có không. Hả? Ừ đây nè. Đi đường không được, có đường qua mà. Cái gì vậy? Con gì ạ? Dính à? Có lấy gì ạ? Chuột ha? Ồ, hôm nay có chuột nước rồi nha. Mà sống à? Chết queo rồi. Chết queo rồi, bắn ngay đầu luôn rồi. Ui. Có hạn nha cả nhà. Mát một chữ chữ. Máu quá trời cả nhà ơi. Một em. Một em rồi đó. Một em chỉ có hai em. Không, chuột mình đi săn xong về mình nướng ăn rất là ngon cả nhà. Chẻ mà ra. Bỏ đâu? Chuột chú đó. Kiệt, bữa nay bắn có lý nha. Xuyên đầu kìa. Khoát chết ngay. Khoát ngay. Đó với con ong với ờ. Đó mấy cái cục gì đó. Không phải. Nấm gì. Nãy con chuột này bắn nhưng mà mình đang ở bên kia. Bởi vì mình không có chạy qua quay cận cảnh được. Thì ở đây nó rộng quá trời rộng mà. Thì phải chia ra tặng chỗ đang tìm. Gom lại đi không có. Chập ném, không chập. Lại là rắn đuôi đỏ nữa cả nhà ơi. Đây nè cả nhà. Trời ơi, bự bự không à. Thôi. Ở nó một cái nó mổ một cái không trời. Đừng quay vô. Mổ á. Đừng gạo ngay nó chá là không có thấy. Rồi. Né né bên á. Quay mới thấy. Rồi. Ôi bò kìa. Dứt kìa kìa. Ngay tám luôn. Rồi, đây. Xong nha cả nhà. Cái này là không phải là mình ác nha, mà là cái con này là nó hay nằm giữa đường á. Với nó hay bò vô nhà này kia đó. Nguy hiểm lắm. Bởi vậy là mình phải kiểu như là mình giết nó mình trừ hại đi. Chứ con này nó cũng không có ích lợi chứ, chỉ cắn được thôi. Nước bển kìa ờ kìa kìa nước gì đó. Nó là chuyên gia ra giữa đường nằm cả nha. Bây giờ bên kia mình thấy con rắn nước hay rồi. Nè kế bên nè thằng kia kìa vậy cũng không thấy vậy bắn đi kìa lấy súng lấy súng bắn kìa bên đây có con rắn nước nha cả nhà. Ai như đu mù như mẹ mà. Xuống đây, hãy xuống đây. Mà nhỏ quá chắc khó thấy cả nhà. Bự không? Cái lá gì? Con nước. Không không không. Sao không lấy súng hơi bắn á? Bự hơn con. Hơi bắn rồi chẻ bắn cho dính vô chẻ. Ừ. Chín không á hay là nó sát mép nó dục á? Chẻ ngắn không? Không, có nhưng mà nó chỉ một bắn gắn khó dính lắm. Rồi xảy luôn chứ. Cái này bắn hơi chắc nạn chơi không được chứ. Quầy không? Không sao nó không dính trời. Trúng đồ dính. Vậy mà sao không trúng? Cái nhánh kìa. Thấy không? Nó trước rồi cãi không? Nhảy rồi. Nó chỉ một khó bắn gắn lắm. Chết mẹ anh định.
Một em phướng nha cả nhà. Coi em cả nhà ơi. Bữa nay mới thấy được chim bự cả nhà, chúng đâu ta. Vàng ớt luôn. Giữa mình luôn. Giữa mình luôn. Không có miếng máu luôn nè, chỗ qua đây luôn nè. Nè. Tốt thiệt. Đâu? Ồ, đâu? Đâu? Ồ, im quá cả nhà ơi. Vừa xong con phướng rồi lại được con rắn. Đây anh bắn chưa? Xuống hơi nè. Anh quất cái lụm à. Hay quá, miếng đầu đó. Ơi, vẫn chơi hoài. Mấy người lái bự nghe. Bự bành kia con hổm hay vậy? Hơi bị cao nghe. Bắn cái lụm à, thiệt. Miếng cái đầu nó đi, nó bự thiệt quê. Khỏi bằng cái đầu, anh bắn ngay chân cái giữa mình là gãy sống lụm à. Ồ, kìa lên trời cũng chạy mất tiêu quá. Chạy mất tiêu, không bảo. Anh bắn vừa giữa mình nữa xuống à. Trời, mấy người cháu ngủ đây không thấy trời. Ơi. Ơi, mình phải đứng. Anh bắn thì bắn mà cũng phải ngồi canh nha. Đó có gì mà chúc mà nó rớt. Cái nằm kế bên luôn đó. Canh đường tôi chụp nha, bơm chưa? Có đạn chưa? Rồi. Canh nha. Bỏ xuống dĩa luôn đi nè. Vừa chụp cái này không bắn đâu. Ủa cái khúc nào là khúc mình đó ta? Khúc mình đó ngay giữa đó, ngay chứ bắn được. Máy được không hay được? Được. Đi đi đi. Rồi. Nó bự á. Vậy giờ nha. Thấy không? Ồ, một em nha cả nhà. Trời nó lại. Quá trời bự luôn. Chúng đâu rồi? Bự á. Chúng đâu trời? Chúng mà. Chúng ngay cổ nè. Ngay chỗ rồi. Cha chạy không nổi nữa. Xiên luôn à. Xiên luôn. Xiên luôn. Vừa giữa còn sống mà. Em nói không? Nó bỏ xuống rồi. Nó chạy nào đâu? Chạy không chạy. Tao buông buông coi. Nội nhanh lắm. Buông coi. Nó còn chạy á. Để con khỉ chạy họ, gầy gãy sống chạy thằng họ. Ừ. Liệt luôn rồi, nó cãi rớt xuống kiểu đó liệt rồi. Nó còn lết đây gai. Mẹ con này vừa hám bắn hụt năng nổi. Rồi em cả nhà ơi. Mới lột cả nhà, em xèo à. Có màu nè quê, no đó. Nó lái là no đó. Quá cái bự rồi. Quá im cả nhà ơi. Thấy chưa kìa. Nãy biết gì đấy em bắn luôn mẹ rồi. Trời. Quá im cả nhà ơi. Đó con nó bắn bắt được đó. Con phướng với một con lãi cả nhà. Nhiều đây là tính ra là đủ là mồi đó. Nhưng mà nói chung đi dạo thêm nữa. Có không? Về, thôi nữa rồi. Có rồi ha, con có rồi thôi ha. Nói cũng sao ha. Có gạo đi sao vậy? Con mới ăn no rồi. Hồi vô làm gì giờ món gì ăn được xả. Đâu có bỏ nguyên nhảy nướng nữa. Con lãi này nhỏ hơn con hổm xảy luôn. Con hổm ai chụp đó. Anh chụp cho. Chụp hồi lấy mấy cái hồi mới lấy cái súng bắn đựng con. Bữa giờ đi nói chung là không có gặp được chim bự cả nha. Bữa nay là mới thấy được con phướng á. Ông bằng kiện bữa nay nó bắn chỉnh thiệt quá. Bắn hai con bắn phát một. Bữa nay làm như là ngày hội giáng lục đỏ cả nha, cái này nó quá trời luôn cả nha. Ha, đây là một con nhỏ này nha. Này nó xíu nè. Còn đây là một con khổng lồ nè cả nhà. Hàng khủng nữa cả nhà ơi. Đây cả nhà, bự nè. Hết sức rồi. Nè cả nhà. Có sức là bự không? Ăn không kẹt. Ừ. Cái này chắc nó bự quá, chắc mình bắn vô mình làm nó luôn cái nhà ơi. Làm luôn đi. Bự quá. Đưa máy quay vô tôi để vô máy quay. Thằng Nam mình như là chưa ăn không ta? Chưa. Rồi nó ăn thử luôn. Ăn xong nữa. Chết đó. Chúng mày đậu không trời? Ngay giờ ông nội chỗ đậu rồi. Thôi lấy cái gì khều đi cho ông ơi, lấy chĩa kìa. Chĩa nào quá. Chĩa này cho chắc quá. Thôi, lấy khúc cây rồi. Phải nó còn quá. Nó còn sống á. Rồi để. Thôi cái mép mà kìa ơi. Nó thêm cái kìa ơi. Nghe đi kìa ơi. Nó phải lột tài lụm được tới số rồi. Rồi gắn nó đựng giỡn. Hồi nãy là mình tính lột tài lụm cái nhà. Mà nó còn sống kìa, cái đầu nó. Đầu tôi không dám bắt. Bự quá trời. Trời. Ghê quá trời nó bự coi nha. Con này bận vào cái mình coi nha. Quá. Gắn bự không, gắn lãi nữa trời.
hết sức không? Nghe đâu nữa. Từ từ gần gần này kia. Chắc chắc ăn cái một để mất công mất thời gian. Đấm. Rớt luôn, rớt luôn rồi. Dưới dít lên nằm dưới đó. Đây. Để mình lượm lên cái nha cả nhà. Bắn chết nó rồi nhưng mà nó rớt xong rồi cả nhà ơi. Trời ơi. Hôm sau thả đi. Thả đi, đừng bắn nó, con nó. Mò đi dê nằm dưới đó. Thôi thôi thôi. Nè em bị xuống mò nè. Bắn nó rớt xuống nước rồi nhưng mà con này thấy ghê quá, mình không dám mò cả nhà ơi. Con nhỏ nè, bắn nó luôn quá. Để hồi bắn đi, để móng nó lớn lên đi thì đạp nó mất công lắm. Nó đâu có ích lợi gì đâu. Rồi. Chưa? Rồi, rồi xong nha cả nhà. Rồi, uống ngắn bự quá trời. Ngắn bự nó phải lấy bỏ vô cái gạch. Trời ơi. Bữa nay là ngày cố gắng lục rõ cả nhà ơi, nè, nữa nè cả nhà. Lên con nè. Bởi vì mấy cái con này là không giết nó hơi bị ổn đó nha. Cứ nghe đầu đó nè. Đâu? Đi nè. Đâu? Đó. Ồ, có lý vậy. Rồi lấy xuống chĩa nẻ một cái nữa. Ôi xuống hơi kìa. Nẻ ngay đầu lắm luôn. Ồ, kiệt lực. Kiệt lập công nha cả nhà. Dục bệnh kia quá nha. Những cống cái đầu của rau kia. Nè đưa cái ăn cây nè. Nằm trong đây rút là nó dục liền. Mình cầm cái gì chị? Thấy không? Rút lại chẳng cái tay cũng được, trúng tim rồi chết à. Thanh thằng là đủ má súng nè, anh bắn rắn anh chưa bơm. Mà không bắn kìa. Chưa có bơm mà. Chết gắn hả? Chết ngắt luôn. Rồi, cứ cắn vui vẻ vậy, thấy ham không? Cắn cọc cọc. Đẩy sát vô. Không, đừng nghe không dục đâu. Được không? Lẹ kìa kìa. Mà rút nó mới dục. Rồi đó, lên đường rồi đó. Chưa 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 chết. Nó đi. Nó đi, chưa chết chưa chết. Nó chạy á, nó sức chỉ á chạy á. Cầm đi. Vú mày bắt luôn hả? Mày đè nó vô, mày đè cái chỉ nghe cái dễ nó rút nó chạy á. Còn sống kìa, mạnh vô cù kìa. Còn mạnh. Chết rồi. Nó còn chạy nghe mà bắn ngay đầu đi. Viên nó. Chết rồi nè. Nó còn chạy nó mạnh nữa. Nhà đấy vô gặp luôn rồi nữa. Ê ê. Má nó xèo không được. Xèo, xảy xảy. Đúng rồi nè trời, ngay cắn mỏ đâu có lấy, sao nó không chết kìa hả? Bắn ngay cái nữa đi. Nghe hay trúng không? Ừ. Sao nó không chết, chết nè quên. Chết đập chết. Còn sống kìa. Nhà máu giảm hỏng luôn. Bơm đi nè, bút cái nè. Nó công của rút ra, rút được mà nó dướng quá trời, dướng rồi. Thằng này máu ra gì mà không chết trời. Đừng, 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 đừng nãy kìa, nãy dừng kỹ kìa kìa. Dướng vậy đâu có được đâu. Dịnh lên kìa thấy không? Tay dịnh lên đó. Nào. Ngay đầu. Bắn ngay đầu nó gì mà không chết rồi. Ngay đầu nè. Một phát ăn ngay. Hỏi. Què hỏi trúng đâu á. Mày có bỏ đạn chưa? Đủ mẹ. Bỏ rượu bên kia á. Máu quá trời máu luôn, nó không chết rồi. Đánh tay rồi rồi. Dãy ra tới đây luôn rồi. Dục dài xảy luôn quá. Chết quẹo gì không? Chết chưa? Chết rồi, nắm cái đuôi nó, rồi xong rồi kéo dễ ra. Nắm đuôi nó hay là nắm cái đầu nó đi. Dạ, rồi rớt xuống dưới rồi làm không được thôi. Bẻ mấy cây á, rồi nó... Bẻ cây á, giống kìa. Kiện nó bắn chục này tiêu lâm chứ. Bẻ cây gió trống á, người đang kéo chỉ ra. Làm cho chạy đi nha. Công sức. Kiệt sợ cắn. Cắn gì đi cắn hoài, nó bị chuột giá cắn hoài. Cắn quen mạng, chuột cắn dính nè. Trời ơi, chuột nó bự nè.
quá trời bự luôn cả nhà. Có chị giá này. Đồ nóng cũng cút thử rồi gao. Chỉ là chỉ cạnh á. Nè, nãy bắn chỗ đây mà không chết. Chỉ cạnh á. Nóng cũng thử rồi. Không, gà cũng khó rồi nha. Chỉ cạnh sao gà nổi. Ngạnh là được rồi. Không đường nào gà nổi chứ. Dính cạnh sao gà. Rồi. Một em chục nha cả nhà. Nãy giờ lụm con chuột này hơi lâu quá nha ơi, nó nằm trong kẹt quá. Chết bỏ túi luôn đi. Chú queo rồi. Thằng chuột mạnh ghê rồi, bắn ngày đầu không chết. Rồi tiếp thôi cả nhà ơi. Ê, ê, gắn nước, cái nước mạnh kia. À. Đó có gắn đèn nè. Ừ. Chỉa bắn đi. Đi súng bắn đi. Ê, súng thì sao nó trường đi á. Chỉa gắn cho dính. Bắn luôn đi cho chắc. Chạy cầm. Cầm bu, cầm quay vậy nè. Má chúng nó mà dính. Trời ơi, để xuống xét lên đây. Quay vậy nè. Rồi. Anh bước xuống đây nè. Ừ. Thì động quá chạy. Trừng á. Cái gì dính rồi. Trừng chạy á nghe, gắn nước cho bả đó. Hay quá, lẹ anh, chùi á, quá im. Nói bắn chùi chặt gì mình nấu nghèo ha. Quá im rồi, quá im cả nhà ơi. Bắn chùi cái chặt gì mình nấu nghèo ta. Một em văn nước nha cả nhà, nghi văn sống làm gì mới hết chạy nè. Còn cái thứ mà bắn meo là nó vụt. Chỉ một nha cả nhà. Bình thường thì mình bắn bằng chĩa ba không à, nhưng mà chĩa ba vô lưu làm khó quá. Bữa nay chơi chĩa một luôn. Quá im cả nhà ơi. Nay mồi nhiều. Mồi nhiều rồi đó, có gắn nước, gắn lãi, chuột được. Một chim nha cả nhà. Trời ơi, cái con này nó ghét là dữ dằn luôn à. Nó hung dữ một cái luôn, cái mỏ nó cắn như gian như mỏ cái con này bị cắn vậy đó. Nó ăn thịt đó nha con này nè. Còn như chim săn kìa. Con này giống chào chảo gì vậy? Không phải chào chảo, con gì á. Không biết chim gì nữa. Bữa anh bắt nó, anh thả chung với con én á. Ra ăn lúa à. Nó còn đó. Đỉnh nha. Chết rồi. Rồi chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Thấy gì lăn xuống đó. Đó nó vụ vậy. Chết rồi, chết rồi. Vô luôn hả? Kìa kìa, vậy dưới kìa nè. Nè em, đó, đó, vậy vậy đây hay không? Nó dễ thiệu vô. Đó, chết bụng cắn đưa đó. Ừ. Nè. Đây, lấy chữa bắn cái nữa lụm vô. Nè. Chết rồi. Mất không trời? Ý lần sau hiểu được á. Để cái nó dễ thiệu vô. Lấy không dễ bắn cho nó dính vô rồi kéo lên hay sao? Dễ bụng chắc. Ăn chuột mệt quá. Có ăn là mừng rồi đó. Mà hôm đi không có con chuột ăn. Giờ ba con rồi nè. Đồ vô đây mất tiêu luôn đi. Chuột nhỏ à, nó mà hợp với cái gì. Một chuột nữa cả nhà. Nè gà đây. Quay cả nhà ơi. Bạn chuột này bỏ gà đây luôn hay. Ừ bỏ vô đó luôn á. Này em biết gà mà. Không lẽ biết bắn, biết gà chết luôn à. Con chuột này là chết xìa không kìa. Xe phải không? Đâu thấy đâu không? Thấy nó ngồi đứa đất á. Ủa? Nhưng không thấy bắn chết hay chứ. Thấy bắn. Bắn bậy đạt đạn chứ. Bắn chuột chết gắn mới ghê mới ghê á. Ừ, đạt đạn. Bắn chết chết. Chuột ngợm gu xe. Tại nãy mình đang ghim cái đồ sạc pin như cái camera. Vì mình không có bấm kịp cái khúc mà quay bắn nó. Nó cắn ra không giữ ra không? Đập chết đi Nam ơi. Để lát nữa cần mở cần bỏ vô cái nó xảy. Cắn không dữ rồi. Rồi. Rồi, nay có lý cả nhà ơi, bốn chuột luôn nè. Rồi. Lại là nó nữa cả nhà ơi. Văn lục quy đỏ nữa nè, bắn luôn kìa ơi. Thằng ơi, ngay văn đường đi luôn đó nha. Viên ra ngay luôn kìa. Cái này mà không thấy nó chắc nó cắn. Nó kìa, đưa đầu kìa. Để nó viên luôn coi. Tình.
ngốc lên dòm tao. Ngốc cái đầu. Nói chung cái này cũng hơi ác thiệt, nhưng mà nói chung là mình trừ hại thôi cả nhà ơi. Bây giờ đi đạp nó cắn, nó cũng cắn người ta cũng vậy à. Nãy giờ 5 con hả trời, thằng ơi khiếp. Có con kia hàng khủng. Nãy kia xuống mò đi không chịu. Ồ, xin ghê. Đầu đó, bắn đi, bắn nước. Đó bắn đi nè em. Thôi, xảy nữa quá, bành kia gì xảy, kia, lại coi mình này kìa. Bắn đi, bắn ngay đầu đi kìa. Nhìn mình đi nè. Bắn ngay đầu á. Tuôn lên nè, 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 kìa, 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 đâu. Nè, đó, chui vô kìa, kìa đó, con đó. Thấy đâu? Kìa, xuống mé lại, nè, nè. Đó, 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 đó. Rồi mày thấy mày chui vô nam, chụp đi. Trời ơi, nè, nó dưới nè, chỗ trong gió này nè. Văng vô đó kìa. Đó. Chụp đâu? Nó, văng cái đèn nè. Đây hả? Ừ. Xuống chút xíu. Ừ. Thấy rồi, nhấp đó để ngồi nó chùi nữa. Nhấp chút xíu. Nó thấy bự đúng không ạ? Để ngay đầu luôn. Giờ mình đang đi vô cả nhà. Nãy giờ đi cũng lâu lâu rồi, đủ mồi rồi. Như đạn cũng hết rồi. Giờ vô được rồi. Nay hên mất cả nhà ơi. Bữa nay nói chung là được khá nhiều nha, bắn hết đạn luôn. Rồi, giờ vô tới nhà cái mình quay cái chiến lợi phẩm cho cả nhà xem nha. Rồi, mình vô nha cả nhà. Đây là kết quả của cái chuyến đi săn ngày hôm nay nè. Một con lãi nè. Hai con ăn nước. Một con phướng nè. Con chim với bốn con chuột. Trời, đáng là còn sống nè kìa nè. Dạ. Con phướng nè cả nhà. Cho máu rồi. Chỉ có được con ăn lãi này là bự nhất nè. Quá bự. Bây giờ anh em mình xúm lại mần ra cái. Hôm nay đi sớm lắm cả nhà. Hôm nay đi đi thì cũng cỡ 6 rưỡi à. Giờ mới 8 rưỡi, 2 tiếng hồ được nhiêu đây cũng có lý rồi. Rồi, mình tắt cái nha. Lát nữa mần xong rồi mình quay tiếp nha. Đủ nhậu. Đủ nhậu. Nè vui lắm cả nhà ơi. Giờ mà ngồi mần rắn này kia nè. Ba mình đang ngồi nhóm lửa kìa. Đang rắn thì hầm xả. Chuột với chim thì nướng. Này sơm ghê không? Sơm. Trời giờ này gái vậy. Tí xíu nữa mần xong cái mình luộc xả. Quá im cả nhà ơi. Người bạn Kiệt đang nướng chuột cả nhà, chuột với chim nè. Giờ này nói chung làm nó hơi cực mà rất là ngon cả nhà. Rồi nghe bài bên nhất đi. Con này rắn luộc xả xong rồi nè. Giờ này mà ăn cái này ra ra với bỉnh rất là ngon cả nhà. Bật luôn á. Nam thì đang chuẩn bị nước dừa. Mặt trên này. Rồi cái video của mình quay tới đây thôi nha cả nhà. Tại nó cũng cái camera nó cũng sắp hết pin rồi. Chứ mình quay nhiều quá thì nó cũng không có hay nữa. Đợt sau thì mình sẽ cố gắng mình quay thêm nhiều clip hay cho cả nhà xem nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà kìa. Chào cả nhà cái nè.